thần tài ban lộc, Mậu Tuất 1958 lấy sạch của cải thiên hạ, giàu lên nhanh chóng trong 3 tháng tới. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, người xưa có nói, đạo trời khó nắm bắt, số mệnh con người không cố định, số mệnh cũng không thể suy đoán bằng lẽ thường. Vậy mới thấy cuộc đời con người là vô thường. Số mệnh và may mắn là hai sợi dây, một cái nằm trong tay trời, còn cái kia nằm trong tay chúng ta. Có thể bạn không biết rõ cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng bạn có thể quyết định được mình sẽ đi đâu. Nên dù ở đâu, cuộc sống tốt hay xấu, phúc lộc dài hay ngắn đều phụ thuộc vào bạn. Bạn sống thiện tâm, thái độ tích cực, cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể hiên ngang vượt qua mưa gió, lội qua bùn lầy, mở ra cho mình một vận mệnh may mắn hơn, cuộc đời đầy đủ, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Theo luận giải tử vi mới nhất, trong số 12 con giáp có tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sinh ra trong bần hèn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, cứ tưởng buông xuôi giữa số phận nhục nhã, cả đời buông xuôi một kiếp. Nhưng vì tính cách chân thực, ăn ở hiền lương, cuộc đời luôn được quý nhân phù trợ. Về trung vận và hậu vận sung túc, con cháu đủ đầy, gia đạo yên ấm, an vui, tiền tiêu ba đời chẳng hết. Và đặc biệt đúng 3 tháng tới đây chính là lúc Mậu Tuất bất ngờ được cát tinh soi chiếu, thần Phật ưu ái, cải tiến số mệnh, vươn lên làm đại gia, bạc tiền chật két. Chỉ cần cô bác Mậu Tuất nắm bắt được vận trình của mình và chú ý những điều sau thì đảm bảo đã giàu lại càng giàu, phúc phần lên hương, trăm đường sung sướng. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời cô bác theo dõi video sau đây. 1. Tổng quan về cuộc đời và vận trình tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, năm 2024 âm lịch. Quý vị cô bác Mậu Tuất thân mến, sau tuổi 60, lưng chừng con dốc cuộc đời, đi qua bao đua chen, đấu đá, giành giật và cả những vấp ngã, tôi nhận ra rằng, đời người không cần nhiều như chúng ta tưởng tượng. Sống nhẹ để một chút, cân bằng một chút, tự khắc cuộc sống trở nên dịu dàng và đáng sống hơn. Sống bao dung hơn một chút, mọi thứ trở nên hoan ca, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu một người có thể sống độ lượng, khoan dung, gặp chuyện vui hay buồn đều có thể khoan thai đón nhận nó, vậy mỗi bước đi của họ trên kiếp nhân sinh này đều như đang đi chơi vậy. Hơn nửa đời người trôi qua, trải qua biết bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi, sóng gió. Thời trẻ đã làm sờn đi màu áo, khóe mắt, gương mặt lại thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi hiểu được cô bác tuổi Mậu Tuất mưu cầu cuộc sống giàu sang, hạnh phúc nhiều đến như thế nào. Cuộc đời của cô bác nhìn đâu cũng thấy khổ cực, vất vả, muốn vui vẻ, nghỉ ngơi cũng khó. Mọi thứ cứ ập đến, muốn kéo người Mậu Tuất xuống đáy của xã hội. Chơi với nhiều thì cũng đến lúc mệt mỏi, chẳng muốn gắng gượng nữa. Nhưng cứ nhìn thấy mấy đứa con, nhìn lại bản thân chẳng có gì thì lại cố gắng lao ra đời, kiếm miếng cơm manh áo để lo toan cho cuộc sống. Dù cho bản thân có lao lực đến thế nào. Này cô bác tuổi Mậu Tuất, cô bác có đang thấy mệt mỏi không? Cô bác vẫn đang ổn cả chứ? Cô bác có biết không, trời sinh người tuổi Mậu Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Người tuổi Mậu Tuất 1958 thông minh và cực kỳ nhạy bén trong mọi việc, sôi nổi trong công việc, có khao khát lập nghiệp để có được cuộc sống giàu sang sung túc. Người này có nhiều ý tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm. Bất cứ ý tưởng dù khó tin tới mấy họ cũng đều khát khao muốn thực hiện cho bằng được. Người tuổi Mậu Tuất cũng rất siêng năng, chăm chỉ, chính vì vậy mà vô cùng được việc. Họ không ngại giúp đỡ người khác, vì thế duy trì được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong đời. Thưa quý vị cô bác, cuộc đời của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 được gói gọn trong những câu thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa là cây đất bằng.
Hạ thu lỗi số khó khăn, hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài. Đông xuân thời đặng gặp may, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì. Có lúc tai nạn hiểm nguy, may nhờ Phật độ không bị bỏ thân. Tiền vận lắm lúc lôi thôi, nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tan. Nhưng mà mạng số giàu sang, vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân. Số đặng vui vẻ thành thơi, người nhờ âm đức của trời ban cho. Xem tử vi trọn đời của tuổi Mậu Tuất, cuộc sống từ năm 20 đến 25 tuổi gặp được nhiều vận may, tiền tài vào như nước. Đặc biệt vào năm 22 và năm 23 tuổi sẽ gặp một vài điểm xui, nhưng nếu chịu khó vượt qua thì đó sẽ là tiền đề cho thành công. Từ năm 26 đến 30 tuổi thì cần tránh đi xa bởi có thể làm hao tổn tiền bạc. Sau đó, vào năm 30 tuổi thì mọi việc sẽ được yên ấm, tiền tài dồi dào. Tuổi này sống nhiều biến động, tính tình lời nói dễ gây chuyện bất hòa với thiên hạ, ít người ưa, tâm tính chơi bời nên ít người thích. Tuổi Mậu Tuất cần lưu tâm tới hạn các năm 28,29 và 68,69 tuổi. Cuộc đời Mậu Tuất thăng trầm, lúc được lúc mất, họ thường tự thân vận động nên của cái không quá dư dật. Tuổi này khi trẻ thì vất vả, lao đao về tài lộc, về già mới đứng phúc vận. Cần lưu ý sống đức độ, khoan tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền cô quạnh. Trong công việc, người tuổi Mậu Tuất luôn làm việc có trách nhiệm và tập trung cao độ cho nhiệm vụ của mình. Chính vì thế mà họ chiếm được lòng tin của đồng nghiệp và cấp trên. Một điều đáng nói chính là sự nghiệp mà họ theo đuổi luôn cao quý và có giá trị. Ở một số tuổi Mậu Tuất 1958, họ lại luôn mong muốn có cuộc sống bình dị. Vì thế họ luôn thể hiện mình là người khoan dung, biết chịu đựng và không nhiều tham vọng. Đặc biệt, họ không thích việc tranh chấp, làm mất hòa khí với người khác. Đặc biệt, họ có biệt tài trong việc làm đồ thủ công, chăn nuôi, trồng cây, sửa chữa máy móc. Nếu bạn biết theo đuổi những công việc này, chắc chắn bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Mậu Tuất được hưởng phúc phần của trời cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa, phú quý. Nếu sinh vào mùa đông và mùa xuân thì được mùa sinh, sẽ có nhiều may mắn về tài lộc cũng như tình cảm. Tuy nhiên đương số tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ, khoan tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền cô quạnh khi về già. Tuổi Mậu Tuất sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt. Tuy nhiên về hậu vận họ lại dễ chịu hơn, no ấm vì họ có nghề nghiệp ổn định không phải lông bông. Họ là người có học tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 83 tuổi. Nếu sống lương thiện, tạo nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, còn sẽ bị giảm niên kỷ nếu sống gian ác. Năm 2024, tuổi Mậu Tuất bước sang tuổi 68, cũng là độ tuổi ở bên dốc kia của cuộc đời. Khi đã nếm khá đủ các vị ngọt ngào và đắng cay của chén đời, khi đã bắt đầu nghe tiếng thời gian nhỏ giọt hối thúc, khi đã cảm nhận được sức nặng của khói sương dần phủ trên đầu, Mậu Tuất ắt sẽ nghĩ nhiều đến cái gọi là sự tồn tại nối dài của mình trong mai hậu. Tuổi Mậu Tuất đón thêm nhiều may mắn, cát lợi trong năm 2024 nhờ gặp được vận niên hầu thực quả. Bởi đây là hình tượng mang ý nghĩa cát lành, khi được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Lại thêm cục diện nhị hợp thái tuế nên mọi phương diện của cô bác Mậu Tuất trong năm nay khá ổn định. Buôn bán thì đông khách, chăn nuôi trồng trọt thì được mùa, làm công ăn lương được tăng lương thăng chức. Vận son đỏ, trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, kết quả vượt xa tầm mong đợi. Nam mạng Mậu Tuất năm nay gặp sao Thủy Diệu, hạn thiên tinh chiếu mệnh. Nữ mệnh gặp sao Mộc Đức, hạn tam kheo. May mắn được cát tinh chiếu mệnh, đời sống tinh thần của Mậu Tuất trong năm 2024 có sự cải thiện đáng kể, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vấn đề duy nhất cần lưu ý trong năm là chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại, làm việc, đề phòng bệnh về xương khớp. 2. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất.
sinh năm 1958 trong 3 tháng tới. Xem tử vi 3 tháng tới, con giáp này đón những điểm sáng, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những biến động khó lường mà gia chủ không thể chủ quan. Đây sẽ là một tháng mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì gia chủ sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Được giáp lộc và hoa cái cát tinh nâng đỡ, giúp Mậu Tuất có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này cô bác cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bản mệnh đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới. Tài lộc trong 3 tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong 3 tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, con cái trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sức khỏe thời gian này không tốt cho lắm. Nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần. Giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được. Các bạn vừa xem xong chương trình luận đoán chi tiết tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng tới. Hy vọng những thông tin giá trị này sẽ giúp mệnh chủ đón thật nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt hạn chế tối đa chuyện buồn, xui xẻo, tai nạn xảy ra. Để từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón tháng mới viên mãn hạnh phúc nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.